Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Sau 30 năm thành lập, huyện Lâm Hà không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành công trên các lĩnh vực. Lâm Đồng tìm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công. Công bố nhãn hiệu chứng nhận thương hiệu cà phê Cầu Đất. Tăng cường bảo vệ tài nguyên nước dưới đất. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB giảm dần chương trình hỗ trợ Eurozone. Người dân huyện Đà Tẻ bức xúc vì tỉnh lộ 725 xuống cấp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, 28 tháng 10 1987, 28 tháng 10 2017. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo thành phố, các quận huyện thành phố Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, huyện Lâm Hà qua các thời kỳ cùng đông đảo bà con nhân dân ở địa phương. Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy huyện Lâm Hà Phạm Thị Phúc đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển huyện Lâm Hà sau chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phân bổ lại dân cư. Sau ngày giải phóng miền Nam năm 1976, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng và thống nhất lấy Nam Bang, Láng Chanh với diện tích tự nhiên 42.600 ha thuộc huyện Đức Trọng, nay là huyện Lâm Hà, để xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội. Đến năm 1987, trên cơ sở phát triển của vùng kinh tế mới Hà Nội và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Lâm Đồng đã quyết định thành lập huyện Lâm Hà vào ngày 28 tháng 10 năm 1987 với 14 xã, 2 thị trấn, gồm khu kinh tế mới Hà Nội và một số xã của huyện Đức Trọng, dân số hơn 57.000 người, với 30 dân tộc anh em cùng chung sống. Từ một vùng đất hoang sơ sau 30 năm xây dựng và phát triển, được sự lãnh đạo quan tâm đầu tư của Trung ương, tỉnh Lâm Đồng, thành phố Hà Nội, sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước, đặc biệt là sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, Lâm Hà đã vượt qua khó khăn không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và có chiều sâu đã hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm Nam Bang, Đinh Văn, Tân Hà, xây dựng được vùng chuyên canh nông nghiệp với 40.482 ha cà phê, 1.930 ha dâu, 312 ha chè, 214 ha rau hoa công nghệ cao. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Toàn huyện có 32 trên 85 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 16 trên 16 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 12 trên 14 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững và ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng một người một năm, tương đương với mức bình quân chung toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo chung còn 5,11%, hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 10,65%. Đó chính là kết quả từ sự thống nhất đoàn kết trên dưới một lòng, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt khó của tập thể ban chấp hành, cán bộ đảng viên và của các tầng lớp nhân dân huyện Lâm Hà. Với những thành tích đã đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân huyện Lâm Hà vinh dự tự hào được đón nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước đến thăm động viên, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất nhì ba, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba. Đó là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân huyện Lâm Hà trong 30 năm xây dựng và phát triển. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, biểu dương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Hà đã đạt được trong 30 năm hình thành và phát triển. Khẳng định những kết quả nêu trên là điều kiện thuận lợi để huyện Lâm Hà phát triển hơn nữa, trở thành địa phương kinh tế trọng điểm của Lâm Đồng. Trong thời gian tới, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Hà tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cùng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tập trung phát triển các lĩnh vực kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách,
người có công, đồng bào các dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải quyết kịp thời, trách nhiệm đối với các vấn đề bức xúc của nhân dân. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước, tôi mong muốn nhân dân các dân tộc huyện Lâm Hà hãy tự tin hơn nữa, phải quyết tâm cao độ vươn lên nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện, thực hiện tốt đề án tái cơ cấu kinh tế, thi đua thực hiện tốt các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng huyện Lâm Hà trở thành huyện phát triển mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị, quốc phòng và an ninh, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và chính quyền cũng như nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong 30 năm thành lập và phát triển của huyện Lâm Hà. Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo từ Lâm Đồng, thành phố Hà Nội đã dự lễ đồng thổ công trình đường giao thông liên xã Tân Văn Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Công trình có tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng do thành phố Hà Nội hỗ trợ và hoàn thành sau 18 tháng thi công. Trước đó, vào tối hôm qua 26 tháng 10, huyện Lâm Hà phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khai mạc hội chợ triển lãm nhân kỷ niệm 30 năm thành lập huyện. Với sự tham gia của 140 doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, tỉnh Lâm Đồng và huyện Lâm Hà, hội chợ triển lãm kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Lâm Hà không chỉ giới thiệu đến người dân các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng như quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến, hàng gia dụng, giày dép, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp huyện Lâm Hà giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, nhất là sản phẩm về nông nghiệp gồm cà phê, maca, hàng mỹ nghệ. Với ý nghĩa kích thích tiêu dùng là để kích thích sản xuất và sự phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Lâm Hà, huyện Lâm Hà phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Á tổ chức cái hội chợ triển lãm để giới thiệu những cái sản phẩm tốt nhất ở trong nước, trong tỉnh và của huyện Lâm Hà đến quần chúng nhân dân và người tiêu dùng. Và qua đó thì trong cái không khí chào mừng kỷ niệm ngày thành lập huyện thì mỗi người sẽ xem xét lại những cái thành quả của tỉnh Lâm Đồng và huyện Lâm Hà để lựa chọn những cái sản phẩm tốt nhất cho mình. Và thông qua cái hội chợ này thì các nhà sản xuất và các nhà phân phối sẽ nghe được ý kiến của quần chúng nhân dân và người tiêu dùng để sản xuất ra những cái sản phẩm tốt nhất, sử dụng công nghệ tốt nhất và bảo vệ môi trường một cách tốt nhất để phát triển bền vững. Chúng tôi rất vinh dự được đến để tham gia chương trình hội chợ. Đây cũng là quảng bá cà phê răng xay này, maca này, rồi cà phê chất lượng cao, làm sạch của tất cả nông dân của huyện Lâm Hà. Hội chợ cũng nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, góp phần thay đổi tập quán sở thích tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng Việt Nam. Với các sản phẩm phong phú, đa dạng về chủng loại và mẫu mã, là dịp giúp người tiêu dùng địa phương có thêm cơ hội lựa chọn những sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, tạo động lực thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Lâm Hà thì huyện có tổ chức một cái hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng. Thì tôi cũng vinh dự là được đến đây tham quan, và qua quan sát từ nãy giờ thì tôi cũng thấy là mặt hàng ở đây đa dạng phong phú, thì giá cả là cũng phù hợp cho người dân ở đây, là mặt hàng thì nó cũng vừa phải, nhiều cái nó đa dạng dễ lựa chọn. Nhân dân ở đây thì rất là phấn khởi, bởi vì cũng lâu lắm thì mới được có một tổ chức một cái hội chợ hàng tiêu dùng như thế này, thì để cho nhân dân được thỏa sức mà lựa chọn những cái mặt hàng mà mình thích, cho nó phù hợp với gia đình. Đây là lần đầu tiên cũng tổ chức ở huyện. Thì so với cái khu vực miền Trung Tây Nguyên ấy, thì là đây là cái hội chợ cũng là lớn nhất so với các huyện. Và nếu so với một số cái tỉnh gần đây ấy, thì hội chợ này này cũng đạt tương đối tốt. Có hai lý do. Một là nhân cái lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của huyện, cho nên là các doanh nghiệp cũng rất ủng hộ cái chương trình này. Được biết, hội chợ triển lãm kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Lâm Hà
sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 26 đến hết ngày 1 tháng 11 năm 2017. Nhằm động viên những hộ gia đình còn khó khăn nỗ lực đầu tư sản xuất, cũng như phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Trong những năm qua, những hoạt động chung tay vì người nghèo và xây dựng quỹ vì người nghèo luôn nhận được sự quan tâm của xã hội. Với sự đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của nhân dân, những hộ nghèo và cận nghèo ngày càng có cơ hội thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với đảng, với nhà nước. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Lâm Hà, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu dần là trở ngại khiến vợ chồng ông Võ Văn Hạnh, thôn Quyết Thắng, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, ít có cơ hội phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình. Tuy nhiên, với mong muốn cuộc sống khá hơn, để người vợ thường xuyên đau ốm không phải vất vả. Với sự hỗ trợ con giống của Mặt trận Tổ quốc xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà và hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, ông Hạnh đã nỗ lực chăm sóc một sào cà phê để năng suất tăng dần hàng năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc có thêm thu nhập. Sự chịu thương, chịu khó và tiết kiệm chi tiêu cùng số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo, ông Hạnh đã có thể dựng nên một căn nhà kiên cố, chuyển từ hộ nghèo sang hộ cận nghèo theo tiêu chí mới được 3 năm nay. Thì thấy vợ chồng, như vợ chồng tôi thì thấy nó cũng phát triển, có phân cho rồi các thứ, rồi cà phê chăm sóc, nó cũng thấy nó lại, nó đỡ hơn. Thì ông bà thì cũng đang cố gắng. Mặt trận Tổ quốc thì phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực ủng hộ với quỹ vì người nghèo hàng năm. Ngoài cái việc mà chúng tôi thực hiện các cái chủ trương của Đảng, Nhà nước, ví dụ là cho các cái đối tượng này được tiếp cận các cái nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách, thế rồi các cái ngân hàng khác, thì Mặt trận Tổ quốc thì đang là hỗ trợ cái giống con nuôi, cụ thể là cái bò giống. Qua cái việc mà hỗ trợ nghèo bò cho các hộ nghèo thì có thể nói là rất là hiệu quả. Hiện toàn xã Đà Đờn có trên 130 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,4%, và trên 190 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,4%. Để hoàn thành mục tiêu chỉ có 3,5% hộ nghèo tại địa phương, chính quyền địa phương, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc xã, khuyến khích vận động 100% người dân, doanh nghiệp cũng như cán bộ công chức tham gia vào quỹ vì người nghèo của xã. Theo ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà, để người nghèo thực sự thoát nghèo bền vững, việc sử dụng nguồn quỹ này cần phải có một định hướng huy động sao cho có hiệu quả và lâu dài. Và theo cái phương hướng sắp tới của Mặt trận xã, chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch là sẽ hỗ trợ cho những hộ gia đình cận nghèo và làm thế nào là hướng dẫn cho họ là về phát triển sản xuất để thoát nghèo bền vững trong cái năm 2018. Cùng với lại sự hỗ trợ nhà nước, rồi là cái quỹ mà vận động của người dân đóng góp thì đã giúp cho những hộ nghèo, rồi hộ cận nghèo thoát nghèo, rồi là các gia đình mà có con đi học cũng được tạo điều kiện để cho vay vốn sinh viên, rồi là đảm bảo để cho các gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn đấy là vươn lên thoát nghèo bền vững. Là một trong các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đi đầu trong công tác chăm lo cho người nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Lâm Hà đẩy mạnh và trở thành một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong quan tâm chia sẻ khó khăn với những gia đình không may mắn. Từ đầu năm đến nay, huyện Lâm Hà đã vận động xây dựng quỹ vì người nghèo được gần 1,2 tỷ đồng, đạt gần 130% kế hoạch tỉnh giao. Với sự chung tay góp sức này, Lâm Hà đang từng bước cho cơ hội để những hộ nghèo có điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao mức sống cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội, cũng như củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thì với cái quỹ người nghèo của Mặt trận Việt Nam chủ trì thì cũng sẽ góp phần và tạo điều kiện để cho, tức là những người nghèo, trong đó một cái số nội dung ưu tiên trước hết là cho người nghèo cải thiện được nhà ở. Theo cái chương trình quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ và cái đề án 654 của Ủy ban nhân tỉnh về cái việc là sẽ hỗ trợ giúp cho người nghèo, tức là cải thiện nhà ở. Và cái đối tượng thứ hai mà chúng tôi sẽ chăm lo chia sẻ đó là hỗ trợ cho đồng bào nghèo. Trong đó một là bị bệnh hiểm nghèo, hai là con em của gia đình hộ nghèo được có điều kiện tới trường. Và cái thứ ba đó thì những cái hộ nghèo nào có cái nhu cầu cần sản xuất để góp phần giảm nghèo bền vững thì cái quỹ này
cũng sẽ có một cái tỷ lệ nhất định để giúp cho bà con chúng ta có điều kiện để mà sản xuất lao động. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, thực hiện tích cực, hiệu quả chủ trương giảm nghèo, tăng hộ khá giàu và thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội. Quỹ vì người nghèo cũng như cuộc vận động Ngày vì người nghèo được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện hàng năm, mang lại hiệu quả tích cực. Kết quả này một lần nữa khẳng định sự quan tâm chăm lo đời sống nhân dân của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đồng thời khơi gợi và xây dựng niềm tin cho bản thân người nghèo, hộ nghèo tiếp tục cố gắng vươn lên để thoát nghèo bền vững. Lâm Đồng tìm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công. Công bố nhãn hiệu chứng nhận thương hiệu cà phê Cầu Đất là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng nay tại kỳ họp thứ tư, các vị đại biểu Quốc hội đoàn Lâm Đồng cùng đại biểu Quốc hội các đoàn Hà Nam, Thái Nguyên, Vĩnh Long, tổ 17 đã nghe báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau đó, các đại biểu đã có buổi thảo luận tại tổ về dự án luật cạnh tranh sửa đổi và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tại buổi thảo luận, các đại biểu đặc biệt quan tâm tới báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các đại biểu tập trung vào vấn đề cơ chế chính sách bồi thường tái định cư cũng như phân bổ đối tượng lao động sau tái định cư. Bên cạnh đó, các đại biểu yêu cầu cần quan tâm đến vấn đề trường học, các thiết chế văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo của người dân tái định cư. Đồng thời, chính sách bồi thường tái định cư cần được công khai, minh bạch. Đối với dự án luật cạnh tranh sửa đổi, các đại biểu cho rằng thời gian qua chúng ta chưa đưa ra được bức tranh toàn cảnh về sự cạnh tranh trên thị trường. Đại biểu Triệu Thế Hùng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng dự thảo luật đang thiên về quản lý, chưa tạo được hành lang pháp lý để nâng cao sức cạnh tranh. Làm cái nội dung trong cái luật cạnh tranh thì chúng tôi thấy rằng là như này, là cái vấn đề về chống độc quyền là quan trọng, là một cái nội dung cần được nhấn đậm hơn. Thì cạnh tranh và độc quyền thì nó như là một cái cặp phạm trù như hình với bóng, mà cho nên là chính vì thế là rất là nhiều nước thì là người ta nói thẳng ra là cái luật cạnh tranh đi đôi với luật chống độc quyền. Ở trong dự thảo luật thì chúng tôi cũng có thấy có vấn đề là như thế này, là chúng ta có đề cập rất nhiều đến cạnh tranh nhưng mà chúng ta lại rất xem nhẹ phần hợp tác. Thì chúng tôi cho rằng cái cạnh tranh và hợp tác thì nó luôn phải đi cùng với nhau. Các đại biểu cho rằng cạnh tranh có vai trò quan trọng, mang nhiều lợi ích cho người tiêu dùng và cho xã hội, do đó cần nêu rõ khái niệm cạnh tranh, quyền cạnh tranh. Ngoài ra, vấn đề chống độc quyền cũng là một nội dung cần được nhấn mạnh trong dự thảo. Dự thảo luật cạnh tranh sửa đổi sẽ có ảnh hưởng đến luật thi hành án dân sự và luật viễn thông, do đó cần phải xem xét kỹ để khi luật thi hành vẫn đảm bảo được sự thống nhất với hai luật trên. Chiều hôm qua 26 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để nghe dự thảo báo cáo khuyến nghị chính sách nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Lâm Đồng. Đồng chủ trì buổi làm việc có ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tiến sĩ Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các sở ban ngành, đại diện các địa phương và lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam gọi tắt là PAPI được khảo sát đo lường từ năm 2011 trên phạm vi toàn quốc, là một kênh thông tin mới góp phần phản ánh có căn cứ khoa học những ý kiến đánh giá của người dân về những việc các cấp chính quyền đã làm được và chưa làm được trong thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công. Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2017, đoàn cán bộ nghiên cứu về tư vấn chính sách của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiên cứu đánh giá kết quả chỉ số PAPI của tỉnh Lâm Đồng và tổ chức hội thảo xung quanh chỉ số PAPI của tỉnh. Theo đó, chỉ số PAPI tổng hợp bao gồm các chỉ số PAPI theo 60 nội dung, gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công. Kết quả cho thấy, Lâm Đồng nằm trong nhóm tỉnh có tổng điểm số PAPI trung bình thấp. Trong 60 nội dung PAPI, tỉnh Lâm Đồng không có nội dung nào nằm trong nhóm 1/4 số tỉnh có điểm cao nhất.
có 20 nội dung nằm trong nhóm trung bình cao là sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở và chất lượng dịch vụ công. Có 1 nội dung nằm trong nhóm trung bình thấp là công khai minh bạch. Còn lại 20 nội dung nằm trong nhóm có điểm thấp nhất là kiểm soát tham nhũng và thủ tục hành chính công. Điều này cho thấy các cấp chính quyền của tỉnh cần nỗ lực hơn nữa, nâng cao hiệu quả hoạt động và hình ảnh của mình trong mắt người dân. Dựa trên 60 nội dung của chỉ số PAPI, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành nghiên cứu 30 nội dung có liên quan chặt chẽ với nhau mà tỉnh Lâm Đồng có số điểm đạt thấp, gồm công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình và thủ tục hành chính công. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phân tích từng nội dung và kiến nghị chính sách với cơ quan chính quyền của tỉnh. Trong đó, đề nghị tỉnh Lâm Đồng có thể giao cho Sở Nội vụ chủ trì nghiên cứu kỹ hơn công tác quản lý điều hành ở tỉnh và nội dung của PAPI. Từ đó xây dựng một chương trình hành động cụ thể dưới dạng chỉ thị của tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định kế hoạch của Ủy ban Nhân dân. Song song đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các sở ban ngành của địa phương quan tâm khai thác sử dụng số liệu PAPI hàng năm nhằm xác định các trục nội dung thành phần hay lĩnh vực hoạt động có yếu kém để kịp thời đưa ra các biện pháp cải thiện chất lượng công tác, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước và hành chính công. Xây dựng cơ chế quy định trách nhiệm hơn nữa của người đứng đầu các đơn vị với kết quả thực hiện chương trình cải cách hành chính. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp thân thiện với người dân cho đội ngũ cán bộ xã phường, đặc biệt là cán bộ làm việc ở các bộ phận một cửa. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh cũng tham gia giải trình, trao đổi chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các trục nội dung của chỉ số PAPI tại địa phương, qua đó cùng nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn và tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhất, góp phần nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh Lâm Đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. đã ghi nhận và đánh giá kết quả nghiên cứu của đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xung quanh chỉ số PAPI của tỉnh Lâm Đồng, qua đó nêu được những mặt đạt được và chưa đạt được trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị đoàn nghiên cứu cần tập trung vào một số nội dung trong công tác nghiên cứu, đề xuất thêm những kiến nghị cụ thể, sát thực hơn nữa với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là những biện pháp khắc phục các điểm còn yếu kém, tồn tại để hoàn thiện báo cáo. Từ đó, địa phương có những quyết sách thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản trị và hành chính công, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh Lâm Đồng. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận cà phê Cầu Đất Đà Lạt. Tham dự buổi lễ có đại diện các sở ngành địa phương liên quan và các tổ chức cá nhân trồng cà phê trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Nhãn hiệu chứng nhận cà phê Cầu Đất Đà Lạt được cấp cho những sản phẩm cà phê Arabica sản xuất trên địa bàn thành phố. Một sản phẩm được đánh giá cao về chất lượng và được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Cà phê này chủ yếu tập trung ở vùng Cầu Đất, xã Xuân Trường, xã Trạm Hành, Xuân Thọ và một số địa bàn khác với diện tích 3.500 ha, chiếm 85% tổng diện tích cà phê trên địa bàn và chiếm 33% tổng diện tích canh tác của địa phương. Năng suất đạt 2,7 tấn một hecta, sản lượng đạt gần 11.000 tấn. Hiện nay, sản phẩm cà phê Arabica Đà Lạt chưa có thương hiệu và phần lớn chưa được áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, được tiêu thụ thông qua tư thương và một số hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua, đồng thời cũng chưa có chính sách về giá cả. Để đẩy mạnh phát triển cà phê Arabica Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xúc tiến xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cà phê Cầu Đất Đà Lạt, đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định hồ sơ đủ điều kiện và ra quyết định cấp chứng nhận vào 14 tháng 10 2017. Hiện thành phố Đà Lạt chú trọng công tác cải tạo giống và thâm canh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cà phê Arabica, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghề, phát triển các hình thức hợp tác sản xuất, thu mua, chế biến cà phê, cũng như tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường. Để phát huy nhãn hiệu cà phê Cầu Đất Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị được hỗ trợ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, hỗ trợ các chương trình quảng bá nhãn hiệu một cách hiệu quả. Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực giáo dục. Sáng nay, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt khai giảng năm học mới 2017-2018. Ông Phan Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo một số ban ngành đã tham dự. Năm học mới 2017-2018, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt chào đón hơn 700 tân sinh viên, nâng tổng sinh viên nhà trường lên hơn 2.000 em với 9 ngành học, bao gồm khoa điện điện tử, khoa cơ khí động lực, khoa sư phạm dạy nghề, kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch,
dân tộc nội trú, nông nghiệp và ứng dụng sinh học, khoa học cơ bản. Trong năm học 2016-2017 vừa qua, trường Cao đẳng nghề Đà Lạt đã chú trọng đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, nên chất lượng giảng dạy và đào tạo được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp năm học vừa qua đạt gần 95%. Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đã ghi nhận và đánh giá cao về đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trường Cao đẳng nghề Đà Lạt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đào tạo, đồng thời mong muốn trong năm học mới này, nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động của người học, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng cường quan hệ hợp tác với các trường cao đẳng đại học trong và ngoài nước. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã trao cờ thi đua cho trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, trao bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017. Đồng thời, nhà trường trao tặng giấy khen cho 6 sinh viên đã có kết quả cao trong học tập năm học 2016-2017. Trước khi chuyển sang phần tin trong nước và quốc tế là những tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực. Chiều ngày hôm qua 26 tháng 10, Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng đã phối hợp với Cục Thuế Lâm Đồng, Chi cục Hải quan Đà Lạt tổ chức ký kết quy chế thu và ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Lâm Đồng, MB Lâm Đồng. Theo đó, các bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc thu ngân sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế và các đối tượng khác nộp ngân sách tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Lâm Đồng. Riêng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Lâm Đồng sẽ chuẩn bị tốt nhất nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền và phần mềm thu ngân sách để kết nối với kho bạc, để thực hiện thu ngân sách đạt kết quả và triển khai ngay việc thu ngân sách nhà nước với người nộp thuế sau lễ ký kết này. Theo Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế và các đối tượng có những khoản nộp ngân sách nhà nước được nhanh chóng kịp thời, góp phần thực hiện chiến lược của Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, cơ bản và dần hình thành kho bạc điện tử. Từ năm 2012 đến nay, đơn vị đã triển khai ký kết thu ngân sách với 4 ngân hàng thương mại nhà nước, thương mại cổ phần trên địa bàn Lâm Đồng, gồm Vietinbank, Vietcombank, Agribank và BIDV, đã đem lại hiệu quả. Tính đến tháng 9 năm 2017, số thu ngân sách qua các ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh đạt 72% và tại địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng đạt trên 76%. Và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Lâm Đồng là ngân hàng thứ 5 được Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng ký kết thu ngân sách tính đến thời điểm này. Chiều hôm qua 26 tháng 10, tại thành phố Bảo Lộc, thực hiện chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tọa đàm đối thoại với doanh nghiệp thành lập mới, khu vực phía Nam Lâm Đồng năm 2017. Tham dự buổi tọa đàm, hơn 100 doanh nghiệp mới thành lập từ đầu năm 2017 đến nay, thuộc 6 huyện thành phía Nam, đã nghe Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng giới thiệu một số nội dung doanh nghiệp mới thành lập cần biết về thuế, khai thuế điện tử, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, giới thiệu nội dung và chương trình tặng phần mềm kế hoạch MISA SME.net 2017. Các ý kiến trao đổi tại buổi tọa đàm đối thoại của các doanh nghiệp liên quan đến các kênh thông tin hỗ trợ, các thủ tục hành chính thuế ban đầu, việc kê khai, nộp các loại thuế, sử dụng hóa đơn và sổ sách kế toán đã được đại diện các phòng chức năng, các chi cục thuế và lãnh đạo cục thuế trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, trả lời trực tiếp. Cũng tại các hội nghị, ngành thuế cũng đã cấp phát tờ một số vấn đề doanh nghiệp mới thành lập cần biết về thuế. Công ty cổ phần MISA giới thiệu và triển khai chương trình tặng phần mềm kế toán MISA. Viettel giới thiệu và tặng phần mềm chữ ký điện tử. Đây là hoạt động nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt các chính sách pháp luật thuế kịp thời, giảm thiểu các sai sót trong quá trình thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính trong việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế. Giới thiệu những nội dung về kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước và thế giới. Tăng cường bảo vệ tài nguyên nước dưới đất. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB giảm dần chương trình hỗ trợ Eurozone. Nước ngầm là nguồn cung cấp nước quan trọng cho các hoạt động của đời sống xã hội, chiếm tới 50% tổng lượng nước sinh hoạt tại các đô thị. Tuy nhiên, nguồn nước ngầm hiện nay lại đang bị suy thoái nghiêm trọng cả về số lượng và chất lượng. Trong những năm qua, sự tăng trưởng kinh tế và dân số của Việt Nam và đặc biệt là những tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tài nguyên nước, đặc biệt là nước ngầm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hạn hán và xâm nhập mặn năm 2016 để lại những hậu quả nghiêm trọng tới đời sống, sự phát triển kinh tế của khu vực. Theo các chuyên gia, nếu không có kế hoạch sử dụng hợp lý, không chú ý đến công tác bổ sung, thì nguồn nước ngầm có khả năng chỉ khai thác được trong vòng 30 năm nữa.
quản lý bền vững nguồn tài nguyên hữu hạn này là một yếu tố quan trọng cho đời sống xã hội, kinh tế, môi trường. Theo các chuyên gia, để bảo vệ và khai thác nguồn nước ngầm một cách bền vững, cần có sự gắn kết hơn nữa giữa các cơ quan quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác nước ngầm trái phép. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức của các đơn vị khai thác cũng như của người dân trong việc khai thác và sử dụng nguồn nước. Việc triển khai cơ sở dữ liệu cung cầu lao động đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhu cầu của thị trường. Song do hạn chế về kinh phí, lực lượng điều tra viên nên việc phát triển cơ sở dữ liệu này vẫn còn hạn chế. Sau 5 năm triển khai, cơ sở dữ liệu cung cầu lao động đã có được thông tin của toàn bộ doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố. Tính đến năm 2016, số doanh nghiệp thu thập, cập nhật là hơn 311.000 doanh nghiệp và hơn 5.000 hợp tác xã phi nông nghiệp. Đây là dữ liệu giúp các địa phương quản lý và khai thác được thông tin về việc làm, lao động, từ đó phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc khai thác dữ liệu hiện vẫn còn hạn chế do số liệu không đầy đủ, độ tin cậy chưa cao. Cũng nên có những cái đổi mới về cái phương pháp thu thập cơ sở dữ liệu. Cái lực lượng triển khai thu thập và điều tra cái nguồn cơ sở dữ liệu cung cầu này. Trong thời gian gần đây, thị trường lao động luôn lâm vào tình cảnh lệch pha về cung cầu. Hệ quả là ở nhiều thành phố lớn, dù doanh nghiệp đỏ mắt tuyển nhân sự, trong khi người lao động lại thất nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng trong xu thế hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đòi hỏi thị trường lao động của Việt Nam phải phát triển linh hoạt để hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh. Kết nối cung cầu thật ra là nó đang được triển khai qua cái hệ thống, thứ nhất là tư vấn giới thiệu việc làm qua các sàn giao dịch, qua trang web, qua những cái sàn giao dịch lưu động về các địa phương. Thật ra là cái việc kết nối đó nó cũng mang tính cơ học, chứ còn để doanh nghiệp tự tìm và người lao động tự tìm đăng nhập để tìm cho mình được một cái ứng viên thì hiện nay là chưa có làm một cách hiệu quả. Vấn đề hỗ trợ kinh phí, nâng cao lực lượng điều tra viên đã được các đại biểu đề xuất nhằm nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu lao động. Đây được xem là việc làm cần thiết nhằm khớp nối hiệu quả thị trường lao động hiện nay. Qua điều tra, khảo sát, nghiên cứu của các chuyên gia trong và ngoài nước, hệ thống hang động núi lửa Krono đã được xác lập là hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á, được đánh giá cao về giá trị độc đáo về khoa học, du lịch, mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đang tập trung nghiên cứu và lập hồ sơ công viên địa chất núi lửa Krono để trình Trung ương công nhận công viên địa chất quốc gia, trình UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu. Tỉnh Đắk Nông cũng vừa có báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch công viên địa chất núi lửa Krono vào quy hoạch danh mục các khu du lịch trọng điểm quốc gia, đồng thời ủng hộ các đề xuất của tỉnh về công nhận công viên địa chất quốc gia và công nhận công viên địa chất toàn cầu. Ngân hàng Trung Người dân huyện Đà Tẻ bức xúc vì tỉnh lộ 725 xuống cấp là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Địa bàn huyện Đà Tẻ có tuyến tỉnh lộ 725 đi qua các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và các huyện trong tỉnh. Thế nhưng con đường này hiện đã hư hỏng, nhất là đoạn nằm ngay giữa trung tâm thị trấn Đà Tẻ đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được khắc phục, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và việc lưu thông hàng hóa của người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngã ba Hòa Nhơn, thị trấn Đà Tẻ, sau mỗi cơn mưa, tuyến tỉnh lộ 725 tại khu vực này là ngập lụt. Vì vậy, chuyện gia đình chị Hiền sống cạnh con đường, hàng ngày phải dùng cuốc đào mương để tránh nước chảy vào nhà là chuyện không lạ với người dân ở đây. Cứ mưa xuống là có xe đi qua là bắt đầu bể nát ra để mà đào nước để mà cho nó thoát nước, nhưng mà không có chỗ thoát. Giờ đâu có chỗ thoát, giờ nó cứ y dày thôi. Hiện hữu ổ voi, ổ gà, người và phương tiện tham gia giao thông mỗi khi qua lại trên tuyến tỉnh lộ 725 luôn phải đối mặt với tai nạn giao thông. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri các cấp và kiến nghị thường ngày của người dân, nhưng việc cải tạo, đầu tư tuyến đường này vẫn án binh bất động. Dân thì hồi trước giờ kiến nghị nhiều năm rồi, nó cũng vẫn vậy, chả có thay đổi gì hết. Đường đây thì trọng tải xe lớn rất nhiều, nào chở gỗ, nào chở vật liệu đi qua lại rất nhiều, mà cái vũng đây nó không có cái vùng thoát nước. Trên khi nó ngập nước xong rồi á, xe qua lại thì rõ ràng là nó sẽ tung đá tung đất lên, trở thành cái vũng. Mãi mãi nếu không làm thì nó là cứ tiếp tục là một cái vũng đây, nó mãi mãi không bao giờ hết. Té nhiều lắm, té là cứ kéo vô quán đây, nằm sức dầu sức thuốc rồi xong bớt tỉnh rồi dậy rồi về. Nhưng mà tai nạn chết thì chưa có. Đường xuống cấp không chỉ gây tai nạn giao thông
mà còn ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt của người dân trong vùng. Và ngay giữa thị trấn trung tâm Đà Tẻ lại tồn tại một hồ nước như thế này, đã tồn tại ngay cả năm nay. Chính vì vậy, người dân có quyền hy vọng nhà nước sớm đầu tư một tuyến đường mới để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Không riêng gì tuyến tỉnh lộ 725, trên địa bàn Đà Tẻ hiện nay, tuyến tỉnh lộ 721 cũng hư hỏng nặng. Ngoài do đầu tư lâu năm, nguyên nhân làm cho đường xuống cấp nhanh là do các xe trọng tải lớn lưu thông. Xe quá tải phá đường rất là nhiều, chứ không phải là không. Còn đối với những xe mà đủ tải đi thì theo tôi nghĩ thì nó cũng không ảnh hưởng mấy. Nhưng mà do điều kiện như Đà Tẻ thì không có cân, nên là các phương tiện chở quá tải thì thực tế thì chúng tôi chỉ làm được một số loại thôi. Tuyến tỉnh lộ 725 do Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng quản lý. Ủy ban Nhân dân huyện Đà Tẻ cho biết đã có văn bản gửi các ngành liên quan có phương án khắc phục. Và được biết đã có chủ trương đầu tư nâng cấp trong năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Huyện đã có rất là nhiều cái văn bản đề nghị ngành chức năng, thì Ủy ban tỉnh đã có chủ trương và giao cho Sở Giao thông làm chủ đầu tư để mà tiến hành duy tu và nâng cấp cái tuyến đường này. Tuy nhiên thì hiện nay thì về phía Sở Giao thông thì cho biết là cái tuyến đường này là đã có dự án và đã có thông báo cái vốn để đầu tư. Nhưng mà đến giờ này thì tôi cũng chưa thấy cái khởi động cụ thể. Thì chúng tôi cũng rất mong là Sở Giao thông Vận tải là quan tâm mà sẽ có những cái phương án tích cực để đẩy nhanh cái tiến độ thi công cái tuyến đường này. Phát triển hạ tầng giao thông là tiêu chí quan trọng trong lộ trình xây dựng chương trình nông thôn mới. Tuy nhiên, việc không đầu tư, nâng cấp kịp thời cũng cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Vì vậy, những mong mỏi của chị Hiền hay ông Bảy cũng như người dân Đà Tẻ về một con đường mới đảm bảo, an toàn là lẽ đương nhiên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, con bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng. Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện, được thí điểm tại 4 tỉnh gồm Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng và Trà Vinh. Đối tượng bảo trợ xã hội và một số đối tượng khác thuộc hộ nghèo được nhận các khoản trợ cấp bằng tiền mặt một lần từ ngày 5 đến 18 hàng tháng thông qua hệ thống bưu điện. Bạn có thể nhờ người không cùng hộ khẩu nhận thay trợ cấp được không? Và làm thế nào để nhờ người ngoài hộ gia đình nhận thay trợ cấp?